Dạ, Tài xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Cô chú anh chị ơi, thì em đang có mặt tại Nghĩa Trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương, nơi mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hay hàng ngày Tài hay gọi là bác Năm đó quý cô chú anh chị, hai tiếng thân thương ha, bác Năm được an nghỉ tại nơi đây. Sáng hôm nay thì là ngày thứ năm 21 tháng 9 năm 2023, nhằm vào ngày 7 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Hôm nay có một sự kiện rất là lớn rồi cô chú anh chị, nhưng mà đã trải qua rất là nhiều năm cũng như là chấn động cả nước Việt Nam mình luôn. Có một người đã đứng lên, dám đứng lên nói ra hết sự thật. Nhưng mà không ngờ đã vướng vào vòng lao lý. Thì cô chú anh chị cũng biết ai ha, thì em cũng xin tiết lộ với quý cô chú anh chị, đó là cô Nguyễn Phương Hằng đó. Thì em không có biết là như thế nào, nhưng mà em chỉ biết thông tin như vậy thôi đó. Mọi người đã nói với em là rất là nhiều, đi lên trên đó quay để thông tin chia sẻ cho mọi người biết về cái phiên tòa xử hôm nay về cô Nguyễn Phương Hằng ở quận nhất đó quý cô chú anh chị. Nhưng mà em không có đi ha, em ở đây ở mộ của bác Năm để chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem hàng ngày ở mộ bác Năm. Nếu mà em còn ở đây, còn trường hợp khác thì mình thôi tạm gác qua một bên, còn có nhiều cái kênh YouTube khác chia sẻ ha quý cô chú anh chị. Sáng nay thì cả nhà thấy ha, sao tự nhiên thấy hay mấy cái bông này nó đẹp quá ta. Cả nhà thấy cái hoa lan mà nó mọc, nó bu trên, nó đã bám trên cái cây này là cây cao su gì, nhìn đẹp quá ta cả nhà nè. Hoa lan màu vàng á, đặc biệt hoa lan màu vàng ha, hoa lan đỏ này cũng đẹp nữa nè. Bên đây cũng có một cái hoa lan trắng và hoa lan đỏ nữa nè quý cô chú anh chị. Thì hồi hôm qua, tối hôm qua sau khi mà về cả nhà tầm khoảng được 1 tiếng đồng hồ á, thì trời mưa ở Bình Dương rất là lớn. Và ở mộ của bác Năm sáng nay thì em thấy là đường rất là ướt ha, coi như là ướt át hết trơn lên cả nhà. Mưa rất là to, mưa tới nỗi mà gọi là em nói là điện thoại nha, điện thoại mà không nghe được tiếng gì luôn. Tại vì em ở một cái ngôi nhà gọi là nhà ton đó cả nhà, phía trên là ton đó, nó làm rào 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 vậy đó, nó làm ghê lắm kìa, giống như là muốn sập nhà tới nơi vậy đó. Rồi mưa được một lúc thì bắt đầu nó mất điện quý cô chú anh chị. Trời ơi, nó mất điện, em nói thầy, em nói thiệt sự, mất điện mà trời mưa ở trên đầu mà ở dưới lại nóng hết cả nhà. Giống như là hư đất nó lên hết sao, trời mưa ở trên ton quá trời ton mà nó không lạnh, mà lại đóng cửa lại thì nó nóng. Nó nóng quá trời nóng, không ngủ được cho tới khoảng 12 giờ rưỡi mới đi ngủ. Mà buổi đúng ra đáng lẽ ra là em ở mộ Bắc Năm em về đó nha, là tầm khoảng 9 giờ, 8-9 giờ là ngủ mất tiêu rồi cả nhà. Đó, ngủ mất tiêu rồi. Nhưng mà sáng hôm nay, tối hôm qua thì em lại quá ngủ không được, nóng quá, nóng ngủ không được, cứ lăn qua lộn lại. Thế thì sau khi tạnh mưa tầm khoảng được 15 phút thì có điện trở lại, thì lúc đó mới từ từ đi ngủ được, chứ không thôi thì cũng ngủ không được luôn cô chú anh chị. Đó, đây là sáng hôm nay. Thì sáng hôm nay nhìn sau cơn mưa cô chú anh chị, sau cơn mưa thì em thấy lại có những cái bông hoa nở rất là tươi tốt, rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị. Đây là hoa gì ta? Hoa hoàng hậu phải không ta? Không phải hoàng hậu, hoa này hoa gì á, em không biết tên là hoa gì nữa. Nhưng mà cả nhà thấy không, rất là đẹp ha, màu vàng nó có chùm vậy đó, màu vàng rất là đẹp. Ở đây thì có một cái cây hoa lan trắng nữa nè. Hoa lan trắng nó hoa vàng ha. Sau cơn mưa trời lại sáng, rửa sạch hết những cái gì bám bụi trên những cái cây, nó bắt đầu lại một ngày mới. Thì nãy giờ nói vòng vòng em chưa chúc cả nhà nữa, em mến chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều sức khỏe ha, và một ngày của thứ năm ngày 21 tháng 9 ngày 7 tháng 8 âm lịch, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn thuận lợi, luôn luôn thành công trong công việc của mình, may mắn luôn đến với cuộc sống cũng như là trong công việc của mình ha cả nhà, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào. Đó, thì em xin mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng vậy ha. Trong khi mà em thắp nhang, em cầu nguyện thì em cũng cố gắng không bao giờ quên cầu nguyện hồi hướng cho cô chú anh chị sức khỏe, bình an. Bây giờ em xin mời cả nhà mình đi vào bên trong ha. Sáng nay thì cô chú anh chị thấy là trên xe của em là có đem theo khăn ướt này cả nhà, lúc nào cũng đem theo khăn ướt, và bên cạnh thì có nến đó, đem theo. Nếu mà mấy anh em chưa thắp thì mình thắp cả nhà, tại vì hôm trước nến vẫn còn. Khăn ướt thì có một chị cũng chị Nga ở Củ Chi, chị cũng gửi cho em, và bên cạnh đó là có một chị Tinh Tâm, chị cũng gửi cho em mua để sử dụng, có nghĩa là khi mình hàng ngày mình đem theo. Rồi đây là bánh ăn sáng cho bác Năm, cái loại bánh này là bánh lá dừa nữa, lá dừa gì đó cả nhà, bánh lá dừa gì đó, và bên cạnh nữa là cái bánh khoai mì cắt sợi đó. Thì hai loại bánh này tất cả đều dùng chai được ha cả nhà. Này cả nhà thấy là cái nón và cái bao tay để dự phòng buổi trưa hôm nay trời nắng nóng á, mình đeo. Đây tiếp theo là một cái bình trà nóng, ngày nào cũng có ha quý cô chú anh chị, và một cây hương. Cây hương này là cỡ nhóm Sông Linh, hương này là 12 tiếng ha quý cả nhà, quý cô chú anh chị, 12 tiếng đồng hồ để thắp cho bác Năm, sáng thắp một cây, chiều thắp một cây cho bác Năm ấm cúng hơn ha cả nhà. Khi mà nhiều khi tới những ngày thứ trong tuần á, thứ hai á, thì thứ hai cho tới khoảng thứ năm, thứ sáu gì đó, thì khán giả mà tới ít á, tới vắng á, thì bác hương vẫn còn nhang ha, nhang khói ấm cúng thôi cả nhà. Rồi em xin mời quý cô chú anh chị mình đi vào bên trong để em chia sẻ ha, chia sẻ mộ bác Năm sáng nay như thế nào. Trước khi vào, trước khi làm những việc như là lau dọn hay là thắp hương mời bác Năm ăn sáng thì phải chào bác Năm trước cả nhà. Thì đó là một cái thói quen, một cái lễ phép, một cái lễ nghi đi thưa về trình quý cô chú anh chị. Rồi. Đây quý cô chú anh chị, em thấy ai lau mà bỏ luôn cái khăn ướt ở trên mộ của bác luôn, okay. Lấy xuống lau xong rồi bỏ đây luôn. Mình bỏ đây đi, lát mình lau ha cả nhà. Ừ, bỏ góc đây nữa nè. Ừ. Dạ con chào bác Năm, con mới tới. Nam mô A Di Đà Phật. Chú anh chị. Hồi sáng em chạy ngang đi dọc đường với cả nhà, thì cả nhà biết không là mưa ướt tới nổi mà nó nổi nước lên, ta gọi là mưa nổi nước đó cả nhà. Những cái lô cao su á, nó sao ta, nước lên láng luôn. Và ở đây á, đặc biệt là cái vùng đất Bình Dương vẫn còn nghe được cái tiếng mà con gì ta, mấy con nhóc nhen á cả nhà. Buổi chiều mà khi mà chiều tới á, thường ở dưới quê em là cái miệt dùng mà sông suối, sông suối là đồng ruộng cả nhà. Tới mỗi buổi chiều nghe cái tiếng nhóc nhen kêu á, thật sự mà nói là nghe não ruột luôn. Hôm qua thì trời mưa, nghe tiếng của mấy cái con đó nó kêu, trời ơi, thật sự nhớ quê nhớ nhà vậy lắm quý cô chú anh chị. Nghe mà gọi là buồn, buồn nhớ nhà nhớ quê. Bây giờ em sẽ để cái máy xuống rồi sau đó mình đi thắp hương cho bác Năm cả nhà. Mình làm những việc cần thiết sáng nay giống như mọi khi ha. Rồi một chút xíu nữa cô chú anh chị mình đợi một chút xíu ha. Em kể cho cả nhà mình nghe một chuyện hấp dẫn lắm cả nhà. Một chuyện thật sự phải nói là ly kỳ hấp dẫn. Đợi xíu ha, thắp hương xong rồi cái em kể cho cả nhà nghe. Nhưng cái này phải kiếm cái dĩa mới được, đi tìm cái dĩa ha. Đây tạm thời gửi ở đây cho bác Năm đi. Vô trong kia em kiếm cái dĩa của chú anh chị. Người đó trong giấc chim bao liền đăng ngài Địa Tạng Bồ Tát qua đăng thọ thi vừa thi hoài lại vậy xưa này Quan Thế Âm Bồ Tát trong đời sao như có người Việt Nam nghe biết thứ nào trong lòng trong rồi ơi kinh điển đại thừa phá âm bằng cơ nhiệt môn đồng môn tổng kinh. Mấy cái bó bông của cô Ngọc Quyền bị héo hay cả nhà ha, chắc có lẽ là được đem đi xử lý rồi. nên là khoảng mấy ngày nay thì không thấy nữa, đúng không cô chú anh chị? Tại vì cái dĩa này nó mới lao á, nó bị ướt, hai cô chú anh chị, nên Tài không có lấy cái bịch ra, Tài để lên như thế này. Đây là tấm lòng và tình cảm, thì mong bác Năm hiểu ha. Tại vì khi mà lao cái dĩa nó vẫn còn ướt nhưng mà vẫn còn mở ra gì rất là ngon ha. Cái bánh khoai mì này á, thì ăn với lại muối mè của chú anh chị. Rất là ngon ha. Còn cái bịch này, cái bịch còn lại này á, thì một chút xíu nữa em sẽ đem qua. Em mời ông ngoại ha cả nhà. Mời ông ngoại ăn ha. Buổi sáng hôm nay cũng giống như bác Năm vậy á. Và bây giờ thì mình sẽ Nam Mô A Di Đà Phật. Bác Năm cho con, cho phép con thay nước lọc bằng nước trà sáng hôm nay cho ấm cúng hơn. Tại vì hôm qua trời mưa quá trời luôn, mưa tầm tã, mưa ướt át hết luôn cả nhà, mưa rất là to ha. Xem kênh chú Tiểu Hoa Viên thì cô chú anh chị cũng biết mưa rất là lớn. Thật sự nằm ở nhà mà nhiều khi Hoa Viên mình muốn cho em vô cả nhà, em cũng chạy vô nữa để coi cây dù hay là bát hương của bác Năm có bị sao không. Tại vì ở gần bác Năm nhiều tháng qua rồi thì cả nhà cũng biết tình cảm mà cả nhà, một ngày nào từng ngày nó bồi đắp nhiều lên thì tình cảm nó càng nhiều quý cô chú anh chị. Cái gì cũng vậy, một khi mà mình ở gần một cái gì đó mình cảm thấy mình thương, mình mến là nó muốn quan tâm nhiều lắm, muốn lo lắng và chăm sóc nhiều lắm cả nhà. Đó là tình cảm cả nhà. Đó, đây là trà nóng ha. Sáng nay bác Năm uống cho ấm, nhiều khi hôm qua trời mưa lạnh đó cả nhà, uống trà nóng. Rồi sáng nay phải nói là ấm luôn á, ấm lòng, ấm áp. Rồi bây giờ thì mình đi mấy cái này nó dơ, nó hết rồi, nó bỏ nó cả nhà ha. Tại vì đây hết sáp rồi, lấy xuống cho nó gọn gẽ và cũng như là cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm. Hết rồi mình bỏ đi quý cô chú anh chị. Cái nhang này á, cho dù chấm dầu đi chăng nữa thì nó cũng không bằng đốt lấy cái sáp đâu cả nhà. Đốt bằng cái sáp nó sẽ hay hơn là cái dầu, vì cái cháy nó bền. Còn cháy dầu thì nó chỉ cháy bên ngoài thôi, rồi sau đó thì nó cũng tắt hết dầu, nó cũng tắt rồi. Hôm qua thì có khán giả tới buổi trưa chiều có dâng lên bác Năm trái bưởi cả nhà. Đó, hy vọng là có bưởi thì để lại cho bác Năm, cho cái bàn thờ của bác Năm được sung túc, coi như là được trang nghiêm, được lịch sự, cũng như mời bác Năm ăn trái cây vào buổi tối vậy đó. Chứ buổi chiều lại ha, thì biết rằng là trái cây để đến đây thì mấy bà nai bà sẽ phá, nhưng mà em lúc nào cũng vậy, em sẽ lựa lại những cái trái như là trái quýt hay trái gì đó, mà cái trái nào mà cố gắng là mấy con nai á, mấy bà nai bà không có ăn á, thì mình để lại cho bác Năm ấm cúng hơn. Chứ đa phần là thấy về là bàn thờ của bác Năm trống lỏng hết rồi cô chú anh chị. Thật sự là khi mà em vô là em thấy hết trống lỏng hết rồi cô chú anh chị. Hy vọng là có bưởi nè, quýt nè. Đó, thì mấy cái trái đó thì bà nai bà cũng hạn chế, tại vì nó đắng, nó không có ăn được. Cô chú anh chị mình đợi xíu ha, tại vì cái cây nhang này á, thì nó cháy lâu lắm, mình phải cho nó cháy thật sự. Thì khi mình đốt lên nó thì đốt lên thì mình cắm lên nó không bị tắt cả nha, chứ mình đốt không cháy, nó chỉ cháy sơ sơ bên ngoài không thì nó không hay. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay là ngày 7 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Con đang cầm trên tay là nén hương của nhóm Sông Linh, quà chị Hoàng Phượng. Con đại diện cho tất cả các cô dì chú bác trong và ngoài nước trên kênh YouTube của Tài 66 Vlog, nguyện cầu cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Quang, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023 cùng 10 phương pháp giới chúng sanh, các anh hùng chiến sĩ tử nạn, các hương linh, các đồng bào mắc trong trận đại dịch Covid-19 vừa qua sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Chúng con thành tâm nguyện cầu hồi hướng cho tất cả chúng sanh muôn loài, dù ở quốc độ nào thì cũng tìm thấy được Phật pháp, nghe được Phật pháp, hiểu được Phật pháp và làm đúng chánh pháp, nhất là phải có sức mạnh tinh tấn tu tập mỗi ngày để cuối đời tất cả được trở về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Và con cũng thành tâm nguyện cầu cho cô dì chú bác trong và ngoài nước được sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con là Tài, bác Năm ơi, con là Tài, là kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Hôm nay con đến đây để thắp hương cũng như là nguyện cầu cho bác sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Con nguyện cầu cho ơn trên mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Phật A Di Đà phóng hào quang tiếp dẫn hương linh của ông Võ Văn Quang, pháp danh Tâm Giác, về cõi an lành, cõi tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng nay là ngày 7 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão. Con cũng xin mời ông Võ Văn Quang, pháp danh là Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 14 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023. Về đây thọ thực về trên bàn thờ thì cũng có là cà phê nè, có trà nóng nè, cũng có như là những cái loại bánh. Mời ông về đây thọ thực buổi sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Quý cô chú anh chị ơi, thì cũng mời bác Năm ăn sáng và cũng như là uống nước trà, thắp nhang, nguyện cầu cho bác Năm về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi lau mộ ha, lau mộ cho bác Năm, bày tỏ tình cảm chút xíu ha quý cô chú anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con xin bác Năm cho con lau hình bác Năm xíu ha, để bày tỏ tình cảm. Không biết là tối hôm qua trời đổ cơn mưa rất là nhiều mà không biết là bác Năm như thế nào ha. Con rất là lo lắng luôn. Thật sự là tại vì quy định của hoa viên thì không có được vào, tại vì hoa viên cũng biết con là một YouTuber, nếu là khán giả thì vẫn vào được. Con muốn vào, rất là muốn vào để xem như thế nào, mộ bác Năm ra sao, mưa gió sao, có bị ngã dù hay không, bác Hương có còn nhang khói hay không. Đó, thì thật sự con muốn vào nhưng mà con biết là con sẽ vào không được. Thì sáng hôm nay con vào thì con cũng có một chút lòng thành gửi đến bác Năm. Con lúc nào cũng vậy, nguyện cầu cho bác Năm sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Bác Năm vui vẻ lên nghe bác Năm. Ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều cô dì chú bác kêu con là đi quay cái sự kiện mà của cô Hằng cả nhà. Nhưng mà con không có đi, con ở bên mộ Bắc Năm, dù như thế nào cũng vậy, con không có đi. Con muốn chia sẻ những thông tin ở mộ Bắc Năm cho mọi người, cho cô dì chú bác xem thôi. Con nguyện lúc nào cũng vậy, mẹ Quan Âm Bồ Tát che chở cho Bắc Năm, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hương linh Bắc Năm về cõi tiên cõi Phật ha. Bắc Năm là được nhiều bà con cô bác yêu mến yêu quý. Hồi tối thì em cũng có đăng tải một clip, một đoạn video của nhà báo Hồ Thủy, cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình chưa xem thì mình xem lại ha. Thấy nghe cái đoạn nói chuyện á, cuộc nói chuyện á, thật sự mà nghe muốn rớt nước mắt luôn quý cô chú anh chị. Nghe rất là xúc động và rớt nước mắt luôn. Bác Năm á, lúc nào cũng yêu thương chị Hồng Loan, che chở cho chị Hồng Loan. Dù rằng á, là chị Hồng Loan Bác Năm á, chỉ có một mình chị Hồng Loan là con gái, nhưng không bao giờ gọi là có sự chiều chuộng mà làm cho hư. Đó, có nghĩa là không có nghe lời á. Mặc dù mỗi lần mà làm sai á, Bác Năm đều giận ha, giận la vẫn như bao đứa con bình thường cả nha. Đó, thì em cũng nghe được từ những chia sẻ của những người lớn tuổi và cũng như là những cô dì chú bác mà hoặc là giới nghệ sĩ hoặc là những người mà đã có những thông tin của Bác Năm lúc mà sinh thời á, thì nghe được phải nói là rất là xúc động luôn quý cô chú anh chị. Mộ Bắc Năm rất là đẹp quý cô chú anh chị, sáng bóng luôn. Ui dạ. Rồi còn lại một miếng khăn sạch này mình lau ở phía sau và mình lau phần mão của Bắc Năm ha. Lúc nào cũng vậy, em cũng dùng khăn sạch lau mão, lau hình, lau cái phần mão này á. Tại vì cái phần mão này nó có những cái đường vân cả nhà. Uống lượng á thì cần phải chú ý. Ủa sao cái gì mình nói khác nè, cần phải chú ý coi có nhiều khi nhện đó, nhện đóng vô đây nè, chui vô đây làm tổ cả nhà, dơ lâu ngày nó dơ. Ở mộ Bắc Năm thì có cái loa phát kinh ha, kinh Địa Tạng, sáng nào cũng vậy cả nhà, sáng chiều mở, từ sáng cho tới chiều ha. Sáng 6 giờ mở, chiều là 4 giờ hơn tắt hai quý cô chú anh chị. Và buổi trưa có nghỉ thời gian tầm khoảng 10 giờ mấy cho tới 2 giờ, khoảng nghỉ 2 tiếng. Nghỉ giờ đó đầu tới 2 giờ chiều bắt đầu mở lên lại. Ok, cái khăn ướt đồ rồi ta. Đây. Qua đây mình mồi cho Bắc Năm điếu thuốc này cả nhà. Qua đây mồi cho Bắc Năm điếu thuốc ha quý cô chú anh chị. Sáng nay thì em chưa thấy ai mồi điếu thuốc hết trơn nên mồi cho Bác Năm điếu thuốc ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Bác Năm ơi, con mời Bác Năm một điếu thuốc lá ha, và cũng như là mời Bác Năm vào đây thọ thực buổi sáng hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Đạo quý cô chú anh chị, là mộ của bác Năm buổi sáng hôm nay ha. Ở đây hồi nãy thì có cái bịch thắng ướp này, em lấy để chỗ khác ha, để cho nó được trang nghiêm lịch sự hơn quý cô chú anh chị. À, bữa nay em thì lại thấy có mặt trời cả nhà. Người ta thường nói là sau cơn mưa trời lại sáng là đúng ha. Mặt trời nè, mặt trời đã núp dưới bóng cây chuẩn bị lên ha. Báo hiệu hôm nay trời rất là nóng nữa nè. Nóng quý cô chú anh chị. Đó, màu bạc năm buổi sáng thì rất là đẹp ha. Hồi nãy thì cô chú anh chị có còn nhớ là em nói là em kể cho cả nhà nghe và cũng như tâm sự cho quý cô chú anh chị mình nghe ha. Sáng nay thì cũng châm trà, lau mộ, thắp hương cho bác Năm xong rồi thì em nói là em cũng kể cho cả nhà mình nghe một xíu và cũng như tâm sự một xíu ha, quý cô chú anh chị. Vì có một chuyện phải nói là không có liên quan gì tới em cả mà người ta lại soi mói kiếm chuyện, tiếp tục cho dẫn dắt khán giả chửi em một lần nữa, tê tua tơi tả, chửi lên bờ xuống ruộng luôn. Hôm nay thì em cũng có một cái thêm một cái tên nữa rồi cả nhà, tên là Tèo. Có một người đặt tên cho em nó là tên Tèo. Đó thì nếu mà anh đã đặt cho em một cái tên Tèo rồi á thì em cũng xin phép anh và cũng như là thưa với quý cô chú anh chị, chia sẻ đến quý cô chú anh chị luôn. Thì em cũng đặt cho anh một cái tên là thằng Hói Ruồi ha. Hói Ruồi vì đầu nó hói mà nó có thêm một cái nút ruồi giống như ve, em gọi là thằng Hói Ruồi hay cả nhà. Người ta đã đặt mình tên Tèo rồi thì mình trẻ mình có một cái tên nào đẹp đẹp mình gửi tặng người ta, có qua có lại cho nó tội lòng nhau ha. Thì cái gì cũng vậy, có qua có lại ha quý cô chú anh chị. Thì bây giờ em đi ra ngoài này rồi, em không dám đứng ở bên ở mộ bác Năm để nói chuyện nữa cả nhà, thì mất công lại bác Năm nghe, bác Năm buồn, nên em đứng ở ngoài này một xíu, chia sẻ một xíu cho quý cô chú anh chị xem. Thì em không biết cái sự việc nó như thế nào thì em không có biết ha, nhưng mà chuyện em không có liên quan gì tới nhưng mà lại lôi em vào cuộc. Giống như là thường người ta nói là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, muốn bảo là em cứ kiếm chuyện. Nhưng thật chắc cái video hôm qua người ta tới thời điểm bây giờ thì người ta đã được 10.000, hơn 10.000 view rồi. Chắc có lẽ người ta cũng vui lắm vì được có bà con cô bác tới xem rất là nhiều, và cũng như là khán giả vô chữ thằng Tèo, thằng sân si, thằng ích kỷ, thằng soi mói, thằng này kia nọ đó, chửi nhiều lắm cả nhà. Chửi phải nói là chửi không một chút thương tiếc, chửi lên bờ xuống ruộng, chửi thằng Tèo quá trời là chửi luôn. Mà cái tên Tèo cũng đẹp nha. Em nhớ có một cái bộ phim gì tên, có một cái nhân vật tên Tèo mà Tèo em, Tèo anh gì chơi, đóng chung với Lý Hải sao em quên mất tiêu. Lý Hải, Trần Giang gì đó em quên rồi. Nó thì cũng tên Tèo cũng đẹp, nhưng mà cái tên mà Hói Ruồi thì nó lại khác nha. Tên Hói Ruồi thì nó đẹp hơn á, nó vì có lẽ là ve của phượng Hói Ruồi ha, ve của phượng ve đó, nó ve của ve đó. Nó cả nhà. Thì cô chú anh chị biết là có một cái nút ruồi nên thôi thì tên Hói Ruồi thì chắc cũng hay. Thì em cũng nói với cô chú anh chị như thế này, thì hôm qua có một cái clip gì đó thì có khán giả cũng thông báo cho em biết là có nói về cái cây bông trang. Không, cái này mình nói lại nha, không phải là mình cố tình mình nói đi nói lại đâu, tại vì người ta nói mình thì em cũng nhiều khi im lặng thì cô chú anh chị mình sẽ không biết. Và cũng sẵn đây cũng muốn gửi cho anh luôn, nếu anh tốt thì anh im lặng thì bà con cô bác thì sẽ hiểu ha, ai đúng ai sai. Thì dạo gần đây mấy ngày nay thì em cũng không muốn nói, nhưng mà sao anh lại thốt ra những lời lẽ, lúc nào anh cũng nói đoàn kết anh em, nhưng mà anh lại làm những cái video anh chửi xiên, chửi xỏ, đá xéo em đó. Thì anh cũng không phải là người tốt đó anh ơi. Nói chung là anh nói em này kia nọ, nhưng mà mình phải nhìn là bản thân của mình trước khi mình nói người ta ha. Đó thì em cũng chia sẻ đến với cô chú anh chị là hôm qua có một cái clip gì đó nói về cái bông trang. Thì ở đây nói em móc, nó móc nó xéo và moi móc. Thì bây giờ em là một YouTuber quý cô chú anh chị, em chia sẻ những thông tin đúng thực tế tại mộ của bác Năm Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì em phải chia sẻ những cái gì em thấy, những cái gì em biết, những cái đúng, cái sai để cho quý bà con cô bác mình có thể thấy được. Ví dụ hôm qua có một chị gái, chị cầm kéo, chị lại ngay chỗ mộ âm dương, chị dùng kéo, dùng những vật sắc nhọn, thủy tinh, sắc nhọn nó thì chị lại cái mộ bác Năm chị cắt. Thì em chia sẻ đến quý cô chú anh chị thì dùng động kéo, động dao đến lỗ âm dương. Thì cái lỗ âm dương ở mộ bác Năm đó là cô chú anh chị cũng thấy là sư cô cũng có chia sẻ rồi, sáng sớm sư cô chia sẻ rồi. Sư cô rất là xúc động cũng như là rất là thương cho bác Năm, vì mộ chưa được giáp năm mà cứ nhổ lên chồng xuống, nhổ lên chồng xuống. Và bên cạnh đó thì lại tiếp tục lại dùng kéo, nó dùng kéo cắt tỉa này kia nọ, thường là đem những cái vật sắc nhọn tới. Thì mình đặc biệt là cái lỗ âm dương đó thì nhiều khi em nói với cô chú anh chị thì nó sai, em không cản lại. Thật sự mình có nói nhưng mà người ta không dừng thì mình biết làm sao giờ cô chú anh chị. Đó, người ta không chịu dừng và có những cái bên kia người ta lại cố tình, người ta lại quay clip. Đó, người ta quay clip, người ta nói, người ta bênh vực và người ta lấy lại danh tiếng cho chị ấy nữa thì mình thôi thua. Nhiều người nói thì có mình em thì em nói đổ lại của chú anh chị ha. Đó là một chuyện. Còn cái chuyện mà cái clip gì đó bị vu khống gì đó, người ta nó bị vu khống, hối rùi á, hối rùi nói em vu khống gì đó. Nhưng mà em thật sự em không có làm gì hết, tự nhiên lôi em vô. Thì cái đó là cái do cái cảm nghĩ của cái cô đó thôi. Cô nói gì, cô nói cái chuyện của cô thì mắc gì mà phải lôi em vô, đúng không cô chú anh chị? Đó là hai chuyện hoàn toàn, đó là chuyện của khán giả, người ta có quyền tự do ngôn luận. Còn muốn chửi cô đó thì cứ trực tiếp chửi cô đó, hoặc là muốn gặp trực tiếp hay như thế nào đó thì chửi cổ đi, chứ mắc gì mà phải lôi tèo vô cho đó làm gì, và bơi móc cái chuyện là bông trang bông này bông kia. Em đã im, em đã không nói. Thì chẳng qua em là YouTube thì Tài là YouTube thì Tài chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình biết được thực tế ở mộ Bắc Năm có cái gì, cúng cái gì, khán giả tới làm cái gì, chào hỏi được các kiểu, thì ở mộ Bắc Năm bị xảy ra cái gì, làm chuyện gì. Vậy chứ bây giờ không cho em chia sẻ gì, cho em chia sẻ cái gì, đúng không cô chú anh chị? Em có sao em chia sẻ vậy, giống như cô Sáu, chú Bảy hay là VE lên thì em cũng chia sẻ, hay là chị Hồng Loan lên thì em cũng chia sẻ. Thì có làm sao em chia sẻ vậy, em chia sẻ đúng chứ em đâu chia sẻ sai đâu. Phải như cái bông đó đi mà không có nhổ lên mà bảo là em bảo là nhổ lên, đó là sai sự thật, đó là nói xạo nói láo. Thì em nói đúng chứ em không nói sai, đúng không cô chú anh chị? Em nói đúng sự thật, nhưng mà nhiều khi cái thật quá nó sẽ mất lòng. Đó thì em biết là sẽ bị ném đá, bị chửi, nhưng mà em chấp nhận hết, tại vì em muốn tất cả đều phải thật. Có nhiều người bảo em là thôi mình cứ hòa đồng, mình cứ cùng với anh em hòa đồng, nhưng mà họ làm sai thì em khó mà hòa đồng của chú anh chị. Bản tính em nó ngộ lắm cả nhà, nó đúng là đúng, sai là sai, chứ không hiểu đúng sai lẫn lộn ha. Thì em cũng chia sẻ đến cả nhà luôn. Những cái comment chửi, chắc chắn là có những comment sẽ chửi Tài nữa, nhưng mà Tài nghĩ về thương bác á, thương bác Năm. Thì những ngày tháng bên bác Năm á, thì Tài thấy những cái ví dụ như bây giờ Tài chia sẻ những cái mâm cúng đi, những mâm cúng lớn đi, bà con cô bác, những mạnh thường quân ở phương xa đó gửi tiền về cúng, đó là một cái tấm lòng, đó là một cái chân quý, thật sự phải nói là chân quý luôn. Ở xa không đến được nhưng mà phải nhờ mọi người cúng, mới cúng lớn. Thì nếu mà em nói cả nhà thì đôi lúc đó nha, nói đây thì chia sẻ thôi nha, theo về em hiểu theo một cái khía cạnh riêng của em, và một số cô chú anh chị cũng có nói. Bây giờ mình có cúng thì mình cúng cũng thứ nhất là mình thắp nhang, mình mời bác Năm về sao cho nó đúng lễ, đúng phép tắc lễ nghi, thì lúc đó thì bác Năm mới thọ hưởng được, mới thọ thật được. Còn mà cúng mà đặt lên mà cúng sơ sài mà cũng không đúng, tại vì thì cũng nhiều khi thứ nhất là bác Năm không nhận, thứ hai đặc biệt là cúng mặn nha cả nhà. Thì chú bác Năm chưa đầy tháng thì hôm qua hôm kia gì đó thì em cũng có thường xem những cái clip mà chị Hồng Loan đó, chị có mời ba mình đó ăn, thì tất cả đều em thấy là chay, đồ chay đó, chính tay chị nấu, cũng như là mì gói nè, đơn giản. Bác Năm lúc sinh thời thì cả nhà cũng biết là bác Năm sống rất là giản dị, đơn giản, từ cái ăn cho tới cái mặt luôn. Bác Năm lúc nào cũng đơn giản giản dị. Thì những mâm cúng đó, liệu ví dụ như nè, cúng xong rồi mình thỉnh lọc á, mình thỉnh lọc á, mình không hết thì bắt đầu mình bỏ đi thì tội đó về ai sẽ lãnh tội ha cả nhà. Tội đó về ai, mà đặc biệt là cúng mặn ha. Cúng mặn thì nó sẽ quy vào cái tội gọi là sát sinh đó. Biết rằng là nó sát, đối với những người mà chưa có gọi là tu hay như thế nào thì đến là khác. Còn bây giờ Bác Năm đã mất rồi, là một người đã mọi người tôn bái sùng kính, thì mình cố gắng mình cúng chay cho Bác Năm cho nó thanh tịnh, đơn giản, nhẹ nhàng. Cô chú anh chị, em biết thế nào em nói ra thì cũng sẽ bị chửi nữa, nhưng mà thôi không sao, em cũng muốn đáp nói lại với anh Hối Rùi đó. Anh Hối Rùi đó biết là anh cũng đừng có kêu em bằng Tèo, tên Tèo đó em cũng không thích đâu, anh đừng có kêu em bằng tên Tèo nha, mình kêu tên nó đẹp đẹp một xíu đi, chứ tên Hối Rùi là em đặt cho anh là cũng khá là đẹp đó. À, vừa hối mà có rùi nữa thì chắc là bên ve rồi chứ không gì đâu. Còn thêm một chuyện dạo gần đây nữa cả nhà, dạo gần đây thì cô chú anh chị thấy là cái vụ mà phe bên kia họ đi trục hồn bắt vong bắt hồn gì của Bác Năm đó, bị người ta xua đuổi đi chúng vào cái nơi mà gọi là fan của Bác Năm đó, bị người ta đuổi ra này kia nọ, rồi chửi bới rồi đánh rồi đuổi tùm lum hết trơn. Em nghe nói mà em cũng không biết thông tin, em nghe nói vậy thôi. Thì cả nhà cũng biết, mình cứ vạn vật tùy duyên, mọi sự tùy duyên. Bác Năm thì làm Bác Năm, Bác Năm đã an nghỉ ở đây rồi thì cứ để cho bà con cô bác tới thắp viếng. Chỉ cần một nén hương, chỉ cần bông hoa, trái cây là đã quý lắm rồi quý cô chú anh chị. Không cần phải làm gì cầu kỳ cao sang, mâm cao cổ đầy thì chắc chị Bác Năm đã ăn hết, đúng không quý cô chú anh chị? Mình chỉ cần đơn giản thôi. Đó là suy nghĩ của em, và cũng như là suy nghĩ của một số cô chú anh chị trên kênh của em cũng có chia sẻ đó. Thì chỉ cần đơn giản vậy là Bác Năm cũng đã vui thấy ấm lòng rồi. Chủ yếu là hàng ngày mình làm sao mình phát tâm, mình mở rộng lòng ra, mình cầu nguyện, mình hồi hướng cho Bác Năm về nơi an lành, về nơi tịnh độ ha. Chứ cần gì mà phải đi núi rồi nói Bác Năm ở tu thế này tu thế kia, trong khi đi núi mà lên điển gì đó, gọi là lên điển gì đó, ở vùng bảy núi gì đó cả nhà, mà lại đem bà chị ra dẫn dắt dư luận về tâm linh, đó là một cái sai hoàn toàn, một cái sai phải nói là quá trời là sai. Vậy mà lại có khán giả lại binh giật, thực sự em không nói gì, đó là một cái không có chứng cứ, không có khoa học chứng minh mà lại tin vào những cái lời dẫn dắt như vậy. Thì em cũng thôi kệ, mỗi người mỗi ý, ai thích tin thì tin, nhưng mà hy vọng là đừng có làm gì hại Bác Năm là em vui rồi đó. Còn bên cạnh đó nữa là cả nhà thấy là mình đã là một YouTuber, mình đến đây chia sẻ ở mộ Bác Năm rồi thì mình cứ ở đây mình chia sẻ, chứ mắc gì mình phải đi núi đi non rồi về điển rồi lên đồng lên bóng lên xác các kiểu ha, rồi để cho mọi người hiểu lầm sai về cái sự thật tâm linh dẫn dắt khán giả. Đó là làm quá sức của mình rồi, làm lố rồi. Chị Hồng Loan chị đâu có kêu lên núi lên đồng lên bóng để coi đâu, tự động tự ý đi, hay là nghe theo cái sự xui khiến của ve đi về Cần Giờ hả cô chú anh chị, hả Cần Thơ, ve về Cần Giờ hả, thì người ta lên núi hả, chắc có lẽ đi bảy phương tám hướng chia nhau đi để đánh bao vây, đánh úp sọt hay gì đây nè. Em nghĩ chắc đánh bao vây, đánh úp sọt vậy á, người thì lên núi, người thì về biển ha. Cần Giờ là biển của chú anh chị. Thật sự là em thấy không thể nào mà chấp nhận được cái sự nói về tâm linh nó không đúng sự thật như vậy. Nó muốn cả bắt hồn của Bác Năm để làm gì? Hay là có lẽ là gần tới ngày chị Hồng Loan cũng ra tòa rồi, muốn làm cái gì đó. Thật sự không nên nhá. Hối Rùi này thật sự là em phải, bây giờ em cô chú anh chị nói bây giờ là hòa đồng thì không thể nó hòa đồng được rồi. Cứ chửi em, nói em là Tèo này Tèo kia thì thật sự tên Tèo xấu quá cô chú anh chị. Em không chấp nhận được cái tên Tèo. Em không chấp nhận được cái tên Tèo của cô anh chị. Chắc có lẽ là hôm qua thì cái số lượng view đó 10.000 view đó thì chắc người ta cũng hả giận rồi ha, người ta cũng vui vẻ rồi ha. Đó thì hy vọng là chuyện nào mà liên quan tới Tài á thì nói, còn không có liên quan thì đừng có nói ha quý cô chú anh chị. Đó, còn một chuyện nữa, vì sao hôm qua cũng có nhắc đến cái về cái bông trang cả nhà, em nói cả nhà nghe thế này ha. Bây giờ em nói luôn anh Đen ha. Anh Đen thì em không biết cô chú anh chị nói anh Đen là có hiểu anh Đen là ai không ta? Anh Đen mà có chữ hay mà gọi là anh ngờ đó, anh ngờ o cỡ ốc nặng đó cả nhà. Thì em không dám nói tên thẳng cả nhà, sợ mất lòng người ta lại tới tìm thẳng mặt mình, người ta chửi nữa, kêu tên Tèo, tên gì nữa mất công ha. Thì đó thì cả nhà biết anh đó ha, là một người quê ở Đồng Tháp cùng quê với em. Thì lúc trước á, là vô mộ của Bắc Nam đây á, thì là một dạng khán giả, là một người khán giả. Rồi sau đó thì tiếp cận nói chuyện với em một thời gian thì em cũng thấy thương, thấy tội nghiệp, thấy cực khổ, nhìn cái cảnh tay chân tay lắm chân bùn thô kệch, em cũng thấy thương. Em cũng quay video chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình xem, để cả nhà mình có thể coi thương ảnh, giúp đỡ ảnh, tại vì cuộc sống cũng cực khổ. Nghe nói là đâu là vợ bỏ đó, con bỏ, vợ bỏ, mà năm nay chắc cũng 40-50 tuổi gì rồi đó. Thì cái đó thì em cũng chia sẻ ha, đó thì chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn luôn đó. Rồi cả nhà cũng biết là rồi sau bẵng đi một thời gian thì em thấy không được, không hợp lý. Một con người như vậy thì khó mà tiếp cận gần, nên người ta em rất là sợ cả nhà. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà. Biết anh rất là thật thà, anh thật thà, anh dễ bị kích động, lợi dụng cũng như là dẫn dắt. Đó thì cả nhà cũng biết là những cái người mà gọi là hôm qua ta nói là không có điện cho chị Hồng Loan cũng như là không có nhổ cây, thì tất cả đều nói cho cái anh đó đó, nói cho anh đen đó đó, ảnh điện cho tất cả đều là điện cho Hồng Loan, và tất cả anh tự đi mua và anh đi đem về anh làm kêu này kia nọ đó cả nhà. Thì để làm gì, tại sao những người kia không làm? Thì cô chú anh chị cũng biết đó là một cái con chốt thí, đó là một cái con chúc thí để cho những cái người đó thỏa lòng mà làm việc. Họ có làm việc thì nhưng mà họ không có lãnh hậu quả, cái người làm mới lãnh hậu quả, đúng không cô chú anh chị, mới lãnh hậu quả. Thì bởi vậy em nói là tại vì anh cũng ít học, anh không biết chữ cả nhà, anh đen anh không có biết chữ, ảnh hầu như là ảnh, em thấy anh like anh không có đọc được chữ, anh nói chuyện không à, chứ anh không có đọc được chữ. Nhiều khi bấm điện thoại có mấy lần mà anh kêu em chỉ em bấm nhắn tin, mà có những người nhắn tin tới cho ảnh, anh đọc không được nữa, anh kêu em đọc giùm. Quý cô chú anh chị thì phải nói là ảnh chỉ là một con chúc thí thôi cô chú anh chị. Nhiều khi em hy vọng là anh đó, anh đen đó, ảnh quay đầu ha, chứ làm con chúc thí cho mấy cái người thật sự không xứng đáng. Anh đen đó, anh đen là chuyên gia là điện cho chị Hồng Loan và nhổ bông, nhổ cây á, trồng lên trồng xuống này. Chị Tăng Xuân xuống tới cả nhà chị đó. Đó, chị Đăng Xuân có đem theo ly cà phê vô cúng đi chị, có đem theo ly cà phê để mời bác năm cô chú anh chị. Đó, sáng nay thì thôi thì em cũng nói hết cái vấn đề. Thứ nhất là cúng kiến, mình cũng đơn giản theo cái ý nguyện của, giống như là theo cái cuộc sống đời thường của bác năm, đơn giản từ cái ăn đến cái mặc ha, cũng như là đừng làm gì hết, đừng đi núi gì chân, cứ để cho tự nhiên, vạn vật tùy duyên, mọi sự tùy duyên. Ông trời ông đã có sự sắp đặt và an bài sẵn hết rồi ha quý cô chú anh chị, chứ đâu mà cần phải đi núi bắt năm về thế này thế kia. Bắt năm về mà phải một người khác về thì em không nói, bắt năm về mà lại đưa cho chị gái mình về rồi, thật sự cô chú anh chị mình thấy tin không? Còn thêm một cái dữ kiện trong cái đoạn clip đó, cái đoạn clip đó em còn giữ, em còn ghi lại cái nha. Bảo là hãy về làm theo cái duy nguyện của ta, hãy từ thiện như giống như ta. Ba anh em hãy làm, thì nêu tên ba luôn, Hối Rùi nè, Cốc nè, thêm với là anh kia đó, ba anh em đọc tên ra luôn. Mà trong khi Tài ở đây 6-7 tháng trời, mà Tài cũng có đi từ thiện cũng khá là, cũng nhiều thì không nhiều, ít không ít, nhưng mà cũng có đi từ thiện của chú anh chị, để hồi hướng công đức cũng như là phóng sanh nà cá này kia nọ cho bác năm. Không, mình không phải kể công ha, nói ra không phải kể công, Tài không kể công đâu, Tài làm tất cả vì lòng yêu thương đối với lại bác năm của chú anh chị. Đó thì tại sao bác năm không nhớ anh Tài ha, cũng như không nhớ Cửa Bắp nè, không nhớ Nắng Sưng, và cũng như là không nhớ tất cả các anh em khác, mà lại nhớ ba người thôi cả nhà, thì nó đặt một dấu chấm hỏi ha. Còn thêm một nửa chống dông ha, chống dông thì thật sự bây giờ phải không có, đừng cô chú anh chị ha, đừng có đặt tên chống dông nữa, mà đặt tên là thèm dông ha, bắt tay với dông, nói chuyện với dông mà ngồi đó bắt tay rồi rơm rã rồi các kiểu dạ dạ ừ rồi kia, cái đó là thèm dông, chứ chống dông gì nữa cô chú anh chị. Nó đang bị lôi kéo dẫn dắt theo rồi cô chú anh chị ơi. Bởi vì người ta nói là có những cái thứ mua không được bằng tiền, không mua được bằng tiền thì mua bằng được rất là nhiều tiền, thì cả nhà cũng thấy ha. Đó vậy, cái sức mạnh của cái đồng tiền nó thật sự phải nói là kinh khủng khiếp, có thể làm mất đi một cái nhân cách của một con người ha quý cô chú anh chị. Thì cái đó là điều dĩ nhiên trong xã hội mà mọi người cũng thấy. Tại sao thì có xảy ra những cái trụ trộm cướp, cướp bóc này kia nọ cũng vì tiền, hoặc là tất cả đều vì tiền hết ha cô chú anh chị. Bây giờ thì em cũng chia sẻ chút xíu gì cho cô chú anh chị sẽ sáng biết thôi, tại vì đáng lẽ là em sẽ im lặng, em không nói gì hết, nhưng mà là do hôm qua người ta đã nhắc tới em, người ta đã đặt cho một em một cái tên khác, cái tên thật sự rất là xấu, tên Tèo, Tèo gì đâu cho vài bữa chắc tên Teo á, tên Teo, tên Quéo gì nữa có vài bữa chắc em nghĩ chắc đặt tên Teo, tên Quéo nữa. Thôi kệ, tên Tèo nó cũng hợp lý ha, mình thấy xấu xấu nhưng mà thôi cũng tạm được, chứ đừng đặt tên Teo, tên Quéo nữa thì nó quéo là luôn, kỳ lắm nó. Cô chú anh chị thì thật nó em cũng muốn chia sẻ thôi ha, đừng làm bất cứ chuyện gì hết, đừng có dẫn dắt khán giả, đừng có tâm linh và đừng có cái kiểu là em nghĩ ha, chắc có lẽ người lên núi, người xuống biển rồi, ve thì xuống biển, xuống Cần Giờ cũng bị đuổi đánh, chửi bới gì đó, còn hối rùi thì lại lên núi cả nhà, lên núi lên điển ha, mà chị gái lên đó, nó còn đó thì đó là hy vọng là người ta quay đầu đi cả nhà ơi, để tự nhiên đi, chứ thật sự em thì cũng thấp cổ bé họng lắm, có mình kênh của em nói không có ai tin, người ta tới 3-4 người đó. Nhưng mà em chấp nhận ném đá, chấp nhận bị chửi rất là nhiều, bị chửi nhiều khi thậm tệ lắm cả nhà, chửi thậm tệ lắm, nhưng mà thôi em cũng không có trả lời, em cũng không có đáp trả gì cả, đơn giản thôi. Hôm qua nè, cúng cho bác Năm mà cũng bị chửi, cúng xong mà Thịnh Lộc bác Năm ăn nó không cho ăn ở bên đó nữa, không cho ăn phía sau hậu trường, nó kêu đem qua mộ ngoại ăn đi, nó không thôi, nó cứ tới công chuyện với nó nữa đó. Nguyễn Thị Ngọc Giàu ha, nhắc tên luôn, nhắc tên cái người comment đó là Nguyễn Thị Ngọc Giàu đó, và cái nickname là tên là Thu Minh, và cái nickname là Hiền Dương đó, ba cái nickname đó chuyên gia, rồi thêm một cái nickname Kim Long nữa, chuyên gia vô chửi em, chửi thậm tệ luôn cả nhà, chửi muốn đào mồi cút mã tại vậy đó, mà trong khi em không có đụng chạm tới mấy người đó, chứ thật sự khổ. Thôi thì em xin phép tạm dừng cái video này ở đây ha, hẹn quý cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Trong cái video này thì cái muốn chia sẻ một chút xíu, quý cô chú anh chị mình thấy có gì sơ xuất thì đóng góp ý kiến cũng như là bỏ qua cho em, coi như mình cùng nhau cô chú anh chị giúp em để hoàn thiện hơn. Còn tại vì ha cả nhà, tại vì người ta lên tiếng, người ta nói em quá, người ta đặt cái tên xấu quá nên em bức xúc một xíu cái tên, vì cái tên xấu quá nên em đã nói lại, nhiều khi mong cô chú anh chị hiểu ha. Và bây giờ em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn thông cảm cũng như là yêu thương em, thì nhớ là cho em xin một like ha, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Xin chào tạm biệt, bye bye cả nhà. Trước khi kết thúc video thì em mến chúc quý cô chú anh chị nhiều sức khỏe, nhiều may mắn ha, rồi luôn luôn thuận lợi thành công trong cuộc sống. Xin chào. Trời cao về trời đó đang thêm lớn mưa, trời ước chưa vui chứ rất nhiều, không bao giờ còn phải đi đùa nó bao bao nào nữa. Trời Bồ Tát có nhiều cô chú nó là nhiều cái điều này cô chú sẽ nói đến đó, mua đồ y vùng đồ uống ăn vân bao vui lòng mà bố thí cùng mọi người này đang. Đúng ra là em mà chịu mà làm liên tiếp